Hiện trên địa bàn Hà Nội có trên 70.000 cây bóng mát với khoảng 121 loài khác nhau. Nhiều loại cây trong số này không phù hợp với điều kiện đô thị, thậm chí là bị cong nghiêng, sâu mục, gây mất an toàn giao thông và mất mỹ quan. Do đó, từ nay cho đến hết ngày 5 tháng 12, Hà Nội bắt đầu thực hiện thay thế, di chuyển khoảng 200 cây xanh trên tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học. Đây là những tuyến phố đầu tiên trên địa bàn Hà Nội thực hiện thí điểm thay thế cây xanh theo hình thức xã hội hóa. Trên hai tuyến phố Kim Mã và Nguyễn Thái Học, những loại cây bàng, phượng, xoan, muồng, trứng cá, dâu da sẽ bị chặt hạ để thay thế bằng thèn mét, bằng lăng, lát hoa. Tổng kinh phí đầu tư là 3,5 tỷ đồng do công ty Hà Thành tự chi trả theo hình thức xã hội hóa. Nếu mà những các cái cây xanh mà nó bị mọt, mối thay thế vào thì là rất là tốt để đảm bảo coi như sự an toàn và cho người dân đi qua lại. Việc cắt bỏ cây xanh được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, tức là cắt cành, đào gốc nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Phương pháp thi công ở trên đây thì chúng tôi để đây là những cái tuyến đường ra vào cửa ngõ, do chúng tôi không làm tràn lan và chúng tôi làm theo phân đoạn cuốn chiếu, ở đây là chặt hạ và đào gốc, sau đó là chúng tôi tiến hành trồng vào buổi tối. Thứ hai là sau đó thì là sẽ hoàn trả vỉa hè, gông chống cây và hoàn trả vỉa hè và chăm sóc cái cây này đến khi mà cây sống, có lẽ trong khoảng thời gian là 1 năm thì lúc đấy chúng tôi mới bàn giao lại cho công ty công viên cây xanh để quản lý. Trong khi nhiều người tiếc nuối những hàng cây xanh này và cho rằng đây là việc làm lãng phí, thì cũng có một số ý kiến cho rằng việc thay thế là cần thiết để đảm bảo trong tương lai Hà Nội sẽ có hệ thống cây xanh đô thị đảm bảo mỹ quan và an toàn hơn.